Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Rồi, xin chào anh em. Rất vui khi được gặp lại anh em trong một buổi thứ hai đầu tuần. Và chúng ta cùng có cơ hội để thảo luận với nhau về những vấn đề liên quan đến thị trường crypto cũng như là thị trường DeFi. Thì vị khách mời hôm nay của chúng ta là một người đã hết sức quen mặt không những với số podcast DeFi Discussion mà còn là trong cộng đồng FOMO Sapien. Thì không biết là anh em có đoán ra vị khách mời hôm nay của chúng ta là ai không? Xin giới thiệu anh Poseidon, hay được biết đến với cái tên là Thần Biển. Thì chắc là để anh Poseidon gửi lời chào đến những người nghe podcast DeFi Discussion hôm nay ha. Rồi, xin cảm ơn Nguyên và xin chào tất cả mọi người. Mình là Poseidon, đến từ Carrot Venture. Thì hôm nay rất vui khi được gặp lại các bạn trong một cái buổi DeFi Discussion. Ok, thì cái chủ đề hôm nay của bọn mình á, trước khi đi vào chủ đề chính này, thì mình muốn gửi một lời cảm ơn rất là chân thành đến những anh em đã ủng hộ cái DeFi Discussion này. Số hôm nay là số thứ 10 rồi. Thì thật ra con số 10 nó cũng không phải là quá nhiều, nhưng mà với bọn mình nó cũng là một cái chặng đường mà rất là nhiều cảm xúc và đã được anh em ủng hộ và theo dõi cái số podcast này. Thì một lần nữa mình muốn cảm ơn anh em. Ok, chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề chính hôm nay, đó chính là những buồn vui khi là một researcher, một người tham gia research về thị trường. Thì không biết là anh Poseidon có tìm thấy được cái niềm vui nào từ cái việc research, hay là cái lý do cụ thể nào khiến anh chọn cái hướng đi làm research để tham gia thị trường, thay vì là chúng ta sẽ tiếp cận theo một cái hướng đó là nó thiên về phân tích kỹ thuật. Thì không biết là anh Poseidon có thấy cái việc nghiên cứu cơ bản này nó hấp dẫn ở những cái nét nào, thì anh Poseidon có thể chia sẻ cho các bạn nghe podcast được không ạ? Thực ra thì đối với bản thân mình thì mình hứng thú với thị trường crypto cũng rất lâu rồi, do đó thì mình cũng không biết là đối với mọi người đến với thị trường thì như thế nào, nhưng mà cái định hướng của mình trong lâu dài á là sẽ tiếp tục gắn bó với thị trường. Do đó thì cái việc mà mình research hay mình tìm hiểu hay mình đầu tư á, thì đối với mình nó không đơn thuần chỉ là một cái công việc. Dĩ nhiên là ngoài cái mục đích là kiếm lợi nhuận rồi làm việc ở cái road, thì đây cũng có thể gọi là một phần đam mê trong mình hiện tại. Tức là giống như bây giờ mà mỗi ngày mà mình không đọc một cái gì đó về crypto thì mình sẽ kiểu như mình bị thiếu ra dạng, như là cái việc mà mình phải ăn ngủ đều đặn mỗi ngày rồi, thì bây giờ nó đã tạo thành cái thói quen, nó là như vậy thôi. Tức là ngoài cái mục đích về lợi nhuận, về công việc, thì đối với mình là research nó còn là một cái đam mê nữa. Yeah. Anh Poseidon có nói đến cái việc là research như là một cái thói quen mà nó không thể thiếu hàng ngày luôn. Thì không biết là anh Poseidon có thể chia sẻ một cái mình tạm gọi là một cái thời gian biểu mỗi ngày của anh Poseidon trong cái việc research đúng không ạ? Thì research sẽ có nhiều cách khác nhau. Thì đối với mình thì thường mình sẽ khởi đầu bằng cách đó là check các cái thông tin ở trên các cái kênh mà mình hay theo dõi, ví dụ như là Twitter, Telegram của một số cái cộng đồng như là Coi68, Coi98, blog của Coi68, Coi98 và một số cộng đồng khác nữa. Sau đó thì mình mới bắt đầu mình view lại những cái task hoặc là những cái dự án mà mình còn đang view dở ấy. Tức là mình sẽ có cái chỉ tiêu là ví dụ như một tuần mình sẽ phải đọc và đánh giá được khoảng 2 đến 3 dự án, thì mình sẽ cố gắng mình hoàn thành cái đó. Tiếp theo thì mình sẽ dựa trên cái thông tin ban đầu mà mình khởi đầu đó, tức là mình sẽ xem có những cái dự án nào mới không, rồi người ta có đang nói về một cái trend nào đó hot hay không, hoặc là có cái right fund nào, có cái dự án nào bắt đầu gọi vốn được từ các quỹ lớn hay không, thì mình sẽ bắt đầu mình note lại các cái tên đó và mình nghiên cứu dần. Thì
em biết là crypto thì nó rất là nhanh đó, tức là nguyện đi nguyện lại một ngày thôi là có thể có thêm cả chục dự án mới rồi. Cho nên là cái việc mà chúng ta luôn phải kiểu như cập nhật liên tục á là cái điều mà không thể tránh được, và chúng ta chỉ cần bỏ qua thị trường trong khoảng một tuần thôi là có khi chúng ta đã bỏ lỡ một cái trend rất là hot rồi. Đó, cho nên là cái research của mình sẽ là tiếp tục theo dõi những cái dự án mình đang theo dõi, và đồng thời sẽ take note thêm những cái dự án mới mà mình nghĩ là nó đáng chú ý. À, ok, thì nhắc về cái việc là thói quen trong research hàng ngày á, thì mình cũng muốn chia sẻ cái thời gian biểu hiện tại của mình luôn, tại vì nhiều anh em cũng thắc mắc là làm sao để có thể bắt đầu với cái công việc làm research. Thực ra cái việc mình dùng cái từ researcher hay là người làm nghiên cứu á, thì nó hơi nặng nề, thì bọn mình chỉ đơn giản tự xem mình là những cái người tham gia vào thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư, cho nên là bọn mình muốn có thêm thông tin để đưa ra cái quyết định nó hợp lý hơn thôi. Chứ nếu mà dùng cái từ gọi là researcher thì đôi khi nó cũng hơi nặng nề. Thì một vài anh em có hỏi thắc mắc là để làm cái công việc research này á, thì cần bắt đầu từ đâu, thì mình nghĩ là đôi khi là nên bắt đầu từ những cái step nhỏ, anh em đọc những cái bài nó basic thôi. Thì đến hiện tại thì mình vẫn cố gắng duy trì hàng ngày đọc những cái bài basic, tức là đọc về cái dự án nó là mảnh ghép cơ bản của một hệ sinh thái, thì mình cũng sẽ đọc lại những cái khái niệm cơ bản đó. Bởi vì đôi khi chúng ta biết là lending nó sẽ làm như kiểu là cho vay đi, nhưng mà mình không, nếu như mà mình cảm giác là mình đã biết đủ hết về cái mạng lending rồi thì mình sẽ lại rơi vào cái tình trạng là mình biết nó hơi hợt, và đôi khi mỗi buổi sáng mình sẽ dành ra một khoảng thời gian để mình đọc lại những cái mảnh ghép cơ bản đó. Rồi thứ hai là sau khi mà mình đọc về những cái khái niệm cơ bản đó thì mình bắt đầu sẽ lướt các cái nhóm chat. Mình thì mình rất là thích các cái nhóm liên quan đến các cái sản phẩm mới, các cái khái niệm công nghệ mới. Ví dụ như Lobster DAO thì mình cũng đang theo dõi nó hàng ngày, kiểu như vậy. Rồi sau khi mình đọc các cái nhóm chat như vậy thì mình sẽ follow Twitter. Thấy được những cái tin tức nào mới thì mình sẽ note lại hàng ngày. Thì nếu như mà mình cứ tiếp tục cái quá trình đó mà mình làm đều đặn hàng ngày á, thì sau một khoảng thời gian mình sẽ tích lũy được một cái lượng kiến thức nó đủ để giúp mình hiểu về thị trường và giúp mình đưa ra những cái quyết định liên quan đến việc đầu tư. Rồi thì ok, cái đó là những cái chia sẻ sơ về cái cách mà bọn mình thực hiện việc research mỗi ngày. Thì nó sẽ không có một cái công thức chung, một cái công thức chi tiết nào đâu, nhưng mà cái công thức chung đó chính là anh em sẽ phải bỏ sức ra và theo dõi và đọc liên tục hàng ngày. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái khía cạnh khác của việc research, đó là những cái khó khăn. Thì không biết là anh Poseidon có gặp cái khó khăn nào trong việc research và theo dõi thị trường hàng ngày không ạ? Nói về khó khăn thì chắc là thời gian đầu á. Bởi vì thời gian đầu khi mà mình quay lại thị trường và mình bắt đầu tìm hiểu lại từ đầu thì khái niệm mới hay là rất là nhiều cái dự án mới mà mình nghĩ là mình cần phải đọc, và khi đó kiểu như mình sẽ bị cảm thấy mình ngợp, và nhất là trong cái thời buổi mà thông tin nó rất là nhiều về crypto hiện tại, khi mà bạn còn bị ảnh hưởng bởi các KOL hay là các cái group khác, người ta can là kiểu này kiểu kia ngon lắm rồi, hay lắm rồi, các bạn cứ bỏ dở những cái mình đang đọc và đi theo cái người ta vậy. Cái đó thì dĩ nhiên là nó không hẳn là xấu, bởi vì cái việc mà đi theo số đông thì nó cũng có cái lợi của nó. Tuy nhiên thì mình nghĩ là đối với những cái người mới á, thì chúng ta chỉ nên như Nguyên nói á, là tập trung vào những cái basic nhất của thị trường, bởi vì bản chất của thị trường nó cũng chỉ xoay quanh một số cái khái niệm nhất định thôi, và
chúng ta chỉ cần hiểu rõ cái cốt lõi thì khi đó chúng ta, khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta đi tìm thêm những cái dự án khác hoặc những cái biến thể khác hoặc là những cái ngách khác của thị trường ấy, thì cái từ cái basic là chúng ta có thể hiểu rất là nhanh các dự án. Ví dụ mình nói ví dụ như mạng lending and borrowing thì chúng ta chỉ cần hiểu được những cái thằng làm đang làm cơ bản và tốt nhất trên thị trường, ví dụ như là AV Compound, thì bất kỳ những cái dự án nào khác tương tự chúng ta cũng có thể hiểu. Dĩ nhiên nó sẽ có những cái biến thể nhất định, ví dụ như là không lãi suất hay là cho vay những cái tài sản có thanh khoản kém hay là tập trung vào cho các cái quỹ vay hay gì đó. Mỗi cái nó sẽ có một cái kiểu biến thể riêng của nó, thì tuy nhiên cái cốt lõi của nó vẫn chỉ là xoay quanh việc vay và cho vay, thì chúng ta cần phải hiểu cái cách nó vận hành cơ bản trước. Tương tự với ví dụ như một cái layer 1 đi, khi mà bạn muốn so sánh giữa Solana, Ethereum, Near, Protocol hay là Avalanche cái nào tốt nhất, thì đầu tiên các bạn cứ phải hiểu Ethereum, cái thằng lớn nhất nó đang làm cái gì và nó đang giữ cái gì đã, thì khi đó chúng ta mới có cái chuẩn để mà chúng ta có thể so sánh được giữa những cái nền tảng này với nhau. Thì cái kết research của mình là như vậy thôi, tức là chúng ta phải chấp nhận là chúng ta bỏ thời gian ra đọc rất là nhiều ban đầu. Tuy nhiên là sau khi mà chúng ta đọc nhiều như vậy và chúng ta nốt lại, thì chúng ta sẽ cảm thấy là những cái sau này nó dễ dàng hơn. Và ngoài ra thì cái việc research á, đôi lúc bạn sẽ cảm thấy cái khó khăn đó là đọc dự án nào nó cũng hay hết á, tức là rất là khó để mà FOMO, rất là FOMO, rất là khó để lựa chọn ra một cái nào là tốt, hoặc là bạn không biết đâu là cái kiến thức mà mình cần, mình cần dung nạp. Thì cái lời khuyên của mình đó là cứ đọc đi, bạn cứ đọc đi và cứ trải nghiệm đi. Bởi vì đôi lúc là cái việc research, tôi có thể research rất là hay, tôi có thể nói về dự án này rất là hay, nhưng mà tôi lại không dám xuống tiền, hay là tôi lại không dám đầu tư. Đây là mình nói thì quan điểm là không phải là một người research là học thuật nha, mình chỉ đưa ra lời khuyên để đối với các bạn mà retail investor và retail trader mà muốn có thêm cái kiến thức research ấy, thì đôi lúc các bạn phải trải nghiệm đi thì các bạn mới biết là mình đúng hay sai. Bởi vì thị trường thì nó luôn bất biến, mà đôi lúc có thể là đúng hay sai thì nó có thể là ví dụ như bạn mua Solana 5 U, sau đó bạn cắt lỗ ở 1 U thì bạn sai. Cho dù bạn research Solana rất là ngon thì cái chuyện đó là chuyện của bạn, nhưng mà cái việc đầu tư và cái việc research á, đôi lúc nó không thể nào mà nó cùng pha với nhau đâu. Cho nên là các bạn đừng có sợ gì hết, cứ research, và research xong thì phải tin vào cái research của mình. Như mình đã nói trong cái clip mà cái tìm dự án 10x trở trên con số 8, tức là chúng ta cần có thời gian, bởi vì dự án thì nó cũng như chúng ta thôi, nó cũng phải ăn ngủ, nó cũng phải có gia đình, nó cũng phải có cảm xúc, người ta làm người ta cũng có cảm xúc và người ta cũng phải cày. Đôi lúc chúng ta phải chấp nhận là tin tưởng vào cái research của mình và tin tưởng vào dự án và cho cái dự án thời gian để người ta phát triển. Chúng ta đừng nghĩ là chúng ta research nó rất là hay xong chúng ta mua một cái thì coi đó nó phải ngay lập tức là x10, x100, mà nếu nó không x10 nó tự nhiên nó chia hai đi ha, thì chúng ta lại mất tin tưởng và chúng ta nghĩ rằng cái việc research của chúng ta là nó vô nghĩa, nó không đáng. Nhưng mà sau đó chúng ta lại bỏ lỡ những cái cơ hội rất tốt. Thì cái đó là cái việc mà mình nghĩ là người mới người ta thường hay mắc phải khi mà thực hiện cái việc research và kết hợp giữa research với đầu tư. Mình có thể hiểu cái ý của anh Poseidon đó là như thế này, để các bạn nào mà quan tâm thì có thể dễ hình dung hơn. Đó là cái việc mà bạn đọc mà bạn không xuống tiền á, thì số dư của bạn nó sẽ cứ liên tục nó đi ngang như vậy. Tuy nhiên là nếu như mà bạn xuống tiền mà bạn không đọc á, thì nhiều khả năng và thậm chí là có thể là chắc chắn luôn là số dư của bạn nó sẽ giảm dần. Thì cái step đầu tiên mà mỗi người mà trước khi xuống tiền á, thì nên là đọc, và sau đó bạn xuống tiền một cách nó từ từ và nó như kiểu là mình ra min vậy á. Và nó không phải là ok tôi mới đọc về cái dự án này hấp dẫn quá, tôi thấy cộng đồng này cộng đồng kia họ nói liên tục về cái từ khóa đó, rồi tôi cảm thấy là rồi chắc rồi, đóng 100% tài khoản vào, thì nhiều khả năng là bạn sẽ khó mà có đủ cái tâm lý để bạn gồng được cái vị thế đó. Đơn giản vì nhiều khi không phải là do bạn research sai đâu, mà đơn giản là do một cái tâm lý. Khi mà bạn phân bổ cái tài sản nó không hợp lý thì khi mà thị trường nó đâm mạnh thì bạn lại bắt đầu bạn nghi ngờ cái thông tin research của mình. Thì cái đó là một trong những cái khó khăn với những người mà
mới tham gia và bắt đầu đọc về thị trường. Rồi thì nãy anh Poseidon có nhắc đến một cái vấn đề, đó là mình sẽ thường bị FOMO bởi những cái hội nhóm. Thì làm sao anh Poseidon có một cái cách nào để làm giúp mình có thể kiểm soát được cái tâm lý đó không? Đặc biệt là trong cái mùa uptrend này nha, là cái tâm lý là đọc vào dự án nào cũng thấy nó hay cả, đọc vào dự án nào cũng thấy nó tiềm năng và rất là muốn xuống tiền. Thì không biết là anh Poseidon có cái cách nào để kiểm soát được cái tâm lý đó không? Ok, một câu hỏi rất là hay. Thì mình nghĩ là để mà kiểm soát được thì tốt nhất là mỗi người khi tham gia thị trường nên sẽ có một cái đầu tiên phải lựa chọn cái cách chơi cho mình. Đối với cái cách chơi mà có thiên hướng về research đó, thì theo mình các bạn cần phải có một cái bộ tiêu chí khi mà chấm điểm về dự án. Ví dụ mình ví dụ như là sẽ có những cái tiêu chí về team có ẩn dẫn hay không, rồi thành viên trong team có kinh nghiệm hay không, bla bla đó, tiêu chí về team. Tiêu chí thứ hai là về các quỹ đầu tư, thì các quỹ nó có bự không, nó có phải là Coinbase, Alameda không, hay là những cái quỹ nó chỉ là quỹ dạng bình thường thôi. Cái thứ ba là vốn hóa như thế nào thì bạn sẽ xuống tiền, tổng cung lưu hình nó như thế nào, nó chiếm 1/2 hoặc là 1/10 thì bạn mới xuống tiền hay là sao. Cái thứ tư đó là dự án đó nó có lợi nhuận như thế nào. Cái thứ năm là token UK nó phải đảm bảo những cái tiêu chí nào, ví dụ như phải có tiêu chí đó là có governance, có reward, có chia lợi nhuận revenue cho token holder thì bạn mới xuống tiền. Thì khi mà chúng ta list ra cho bản thân mình những cái tiêu chí như vậy, có thể là chúng ta sẽ áp vào những cái dự án nó đã thành công trên thị trường trước đây, ví dụ như là SushiSwap, Uniswap, AV hay gì đó, rồi chúng ta tự liệt kê ra những cái tiêu chí mà chúng ta nghĩ rằng nó sẽ là phù hợp để cho chúng ta xuống tiền. Thì khi đó cho dù cộng đồng này cộng đồng kia người ta có can con A con B con C, thì bạn chỉ cần bạn mang con đó vào, bạn research mất một ngày, bạn áp vào cái bộ tiêu chí đó, bạn thấy thỏa mãn không. Ví dụ có ba con ha, bạn băn khoăn và bạn chỉ muốn chọn một con thôi, thì đơn giản là chúng ta áp vào cái bộ tiêu chí của chúng ta và chúng ta xem là điểm con nào đang cao nhất và con nào chúng ta sẽ có niềm tin lớn nhất và chúng ta hiểu nó nhất, thì khi đó chúng ta xuống tiền thôi. Đó là cái kết nó đơn giản nhất thôi, bởi vì thị trường thì nó có đến hàng gần 10.000 đồng coin, dĩ nhiên trong đó thì có rất nhiều rác, tuy nhiên là cơ hội thực sự rất là nhiều, bởi vì mỗi ngày đều có những cái đồng coin nó tăng và nó giảm, cho nên là chúng ta không cần phải FOMO để làm gì hết. Bởi vì cái việc FOMO á, thì khi mà chúng ta vào một cái dự án mà chúng ta không hiểu hoặc là nó sai hoàn toàn cái quy tắc của chúng ta, ví dụ như bạn liệt kê ra 5 quy tắc như lúc trước mình nói, tuy nhiên bạn bởi vì ông A, ông B là can, ông Nguyên can, ông President can, con này ngon nên bạn cứ vào trước đã rồi tính sau đó. Thì khi ví dụ nó giảm một cái, ông President ông hiểu dự án thì ông biết là nó giảm, tại sao nó giảm và nó giảm này là tạm thời hay sao, nhưng còn bạn đâu có hiểu, và không hiểu thì chúng ta mất niềm tin thôi. Đó là cái rất là đơn giản trong thị trường. Do đó thì mọi ý kiến, kể cả của mình hay của bất kỳ cộng đồng nào hay của cá nhân nào, cho dù người ta có giỏi đến mức nào đi nữa, thì không có gì là chắc chắn cả. Cho nên là chúng ta chỉ tham khảo thôi, và chúng ta chỉ chơi theo kết của bản thân. Và cái kết đó theo mình là cái kết lâu dài nhất, bởi vì sẽ không ai giúp bạn thành công được ngoại trừ cá nhân bạn hết. Hãy đón xem phần tiếp theo của DeFi Discussion trên Coin68 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.